Now, welcome to our class in the 7 with 2BH4. Right, 7. Now, let's play a game, Who a Millionaire? Where you are from? I am from Huế, C from Huế, C from Hà Nội, C from Đà Nẵng. Now, the correct answer is C from Huế. Now number two, where do her parents live? They live in Nha Trang, they live in Hà Nội, they live in Huế, they live in Huế. So the correct answer is they live in Huế. Number three, which class are you in? C in class 7A. I am in class 7A. C in class 6A, I am in class 6A. The correct answer is C in class 7A. Who is her staying with? She is staying with her friends, she is staying with her uncle and aunt. She is staying with her parents, she is staying with her sister. The correct answer is she is staying with her uncle and aunt. Now, Unit 1 Back to School, Lesson 4 B 1, 2, 3 Names and Recipes. Ta học bài mới, bài số 1 Back to School B 1, 2, 3 Tên và địa chỉ. Now, the conversation between Miss Lin and Hua. Now, listen and tell me what the Miss Lin asked Hua. Các bạn nghe và... Family name là họ. Middle name, tên. What's your family name? Tên của em. Họ của em là gì hả Hoa? It Phạm. My middle name is Thị. À, họ Phạm và chữ lót là Thị. Middle name là chữ lót. Some question. What's your family name, Hoa? How old are you? Where do you live? Right. Some new words. Now, Phạm is a family name. Phạm là họ của chúng ta. Thị là chữ lót. Hoa là cái tên chính của chúng ta. Và tại sao chúng ta có là Hoa là first name? Vì thường thứ tiếng Anh ta viết là Hoa Thị Phạm. Còn trong tiếng Việt ta viết là Phạm Thị Hoa. Vậy Phạm là last name, family name. Middle name là chữ lót và first name là tên chính và viết ngược lại Hoa Thị Phạm. Trail Trần Hưng Đạo Trích. Address. Trail Trần Hưng Đạo Trích address ha. Và Phạm Thị Hoa là họ và tên. Family name, middle name, address. Family name, middle name, address. Vậy nào, các bạn biết bài này vô. Question words, what, where, how. Now listen again and answer the question. So, who is Hoa talking to? Hoa is talking to Miss Lin. Bạn Hoa đang nói chuyện với cô Lin. Các bạn ghi chữ màu xanh nha. Chữ màu đen là câu hỏi chúng ta không ghi vì nó có trong sách. What is Hoa family name? Họ của bạn Hoa là gì? It's Phạm. Họ Phạm. What is her middle name? Họ của bạn Hoa là gì? Her middle name is Thị. Bạn Hoa
có chữ lót là thị. Where does she live? She lives at 12 Trần Hưng Đạo Street. Bà Hoa sống ở số 12 đường Trần Hưng Đạo. Rồi đàn các bạn biết những cái từ màu xanh này vô nha. Hoa is talking to Miss Lin. It's Phạm. Her middle name is Thị. She lives at 12 Trần Hưng Đạo Street. Now look at this. Now complete this dialogue between Nga and Lan. They are talking about Hoa. Ở đây bạn Nga và bạn Lan và hai bạn này đang nói về một học sinh mới. Đó là bạn Hoa. Now listen. Who is that? That's Nam. No. Who is the girl talking to Miss Lin? Her name is Hoa. She a new student. Which class is she in? She's in our class, class 7A. Where does she live? She lives on Trần Hưng Đạo Street with her uncle and aunt. Where do her parents live? They live in Huế. She's 13. How old is she? She's 13. Và em đã có một số câu hỏi, ha, một số từ để hỏi, đó là who, which, where. Nào, và bạn Nga và bạn Lan đang hỏi về bạn Hoa ha. Who does that name? Ai đấy? Đó là bạn Nam. Nhưng mà không phải bạn Nga muốn hỏi đến. Who? No. Who's the girl talking to Miss Lin? Cô bạn mà đang nói chuyện với cô Lin kìa. Her name is Hoa. She's a new student. À, bạn ấy tên là Hoa. Bạn ấy là một sinh mới. Which class is she in? She's in our class, class 7A. Bạn học lớp nào? À, bạn ấy học lớp 7A cùng lớp với chúng ta. Where does she live? Bạn ấy bây giờ sống ở đâu? She lives on Trần Hưng Đạo Street with her uncle and aunt. À, bạn ấy sống ở đường Trần Hưng Đạo với chú và dì. Where do her parents live? Vậy bố mẹ của bạn sống ở đâu? They live in Huế. À, bố mẹ của bạn vẫn còn sống ở Huế. She's 13. How old is she? She's 13. À, cô ấy cao thật. Bạn ấy bao nhiêu tuổi rồi? Bạn ấy 13 tuổi. Now, write out. Rồi các bạn viết những chữ màu đỏ này vô trong vở các bạn nha. Who, which, where, how. Viết liền. Các bạn viết nhanh lên nha. Now, look at the note. Full name, Phạm Thị Lan, age 16, address Hanoi. Ở đây là thông tin của bạn Lan. Ha. Tên đầy đủ của bạn, họ và tên của bạn là Phạm Thị Lan. Và tuổi của bạn ấy là 16 và bạn sống ở Hà Nội. Now the question. Now answer the question. Now what's her first name? What's her first name? À, tên của bạn ấy là gì? Cái tên đầu tiên là chúng ta có là her first name is Lan. Her first name is Lan. What's her family name? Her family name is Phạm. How old is she? She is 16 years old. Where does she live? She lives in Hanoi. Ask and answer. Các bạn sẽ hỏi những câu hỏi này và trả lời. Tùy theo thông tin của các bạn nhé. Các bạn sẽ viết một cái thông tin tương tự như này về người bạn của mình. Và sau đó các bạn cũng đặt câu hỏi giống như này. Và tùy theo cái câu của bạn ha. Ví dụ như ở đây là một bạn nam thì chúng ta không dùng là her mà ta phải dùng là his. Rồi ở đây nếu mà nam ta không dùng là she mà chúng ta phải dùng đó là he. How old is he? Rồi he is. Now homework. Learn new words by heart. Practice the dialogue. Repair the next lesson. Be 4 and 5. That's all for today. Goodbye class.